sữa. Bông này bông hoa mai gì vậy hả ơi? Cũng phải bự quá. Hoa mai cũng đâu á, là hoa gì vậy? Bột cà rốt. Sử dụng liền thôi. Cái này nhanh gọn lẹ nha. Bao thời gian luôn. Hello, xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình với đại đầu bếp sẽ làm cái món mực trứng xào ngũ sắc. Ngũ sắc nha cả nhà. Thì mình có cái này là bắp non. Bắp non. Cái này là ớt chuông. Ớt chuông với cà rốt với lại bông cải xanh, bông cải trắng. Mình sẽ xào kèm với hành với cần tàu nha cả nhà. Mình sẽ có thêm gừng để cho nó khử mùi tanh của mực. Bây giờ mình gồm gia vị thì mình có tương cà, tương ớt, dầu mè, dầu điều, sa tế, cái này là sa tế tôm, dầu hào. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm cái này nha cả nhà. Mực tỷ đâu mẹ? Mực được tặng. Mực tặng như vậy hả? Lấy đồ đựng đi, lấy thao. Trời ơi, có mực chả nha. Mực là mực trứng nè. Nè. Đó, cái mực trứng nữa nè. Có thương hiệu luôn phải không? Đông ba đông đông hả? Ờ gỡ về còn đông luôn á. Về lột da nó luôn ha. Nếu muốn ăn da thì nó giòn, không ăn da thì lột. Ăn da không á? Nhào rồi, rõ rồi. Rồi không ăn ăn da lột. Mực trứng thì chưa trứng rồi hả? Da này là để là ta ăn giòn lắm á. Nhưng mà nhà mình là không có ăn da. Chứ để lột ra hả? Đã mần xong rồi, giờ bắt nước lên luộc mực nha. Còn mình thì cắt rau củ này như thế này. Rồi cuộc cà rốt mình sắc hoa, bông sắc hoa cho đẹp. Giờ mới mùa bay qua ha. Để nước. Giờ mình phải sắc một miếng gừng bỏ vô rằng cho luộc mực nó không có tanh nha. Tô gừng vô. Bỏ vô đó chính là lấy ra cái phái hả? Rồi sang đây rồi đó. Bỏ hết một lượt lên đi rồi. Còn là bông dinh dưỡng rồi không nè. Bắp chuông này cũng dinh dưỡng không luôn. Ăn rất là đẹp da. Trời, cái bông này bông hoa mai gì mẹ ơi. Bút cải bự quá. Hoa mai cũng đâu ấy, là hoa gì vậy? Hoa của cà rốt. Thế sao rồi mình bỏ cà rốt vô trước nha cả nhà ơi. Tại vì cà rốt nó hơi cứng chút. Chưa, mới bỏ vô chưa hết một chín gì vậy. À. Dập nó một cái bên dập cái trứng này nè. Ồ, trứng này bự nè. Trứng này giống à. Keo quá ha. Tiên là mình xào sa tế, mình sẽ xào sa tế đi à. Thế rồi. Nắp cho nó đều
Cho nó thơm như thế nào, dạ, cũng hết hồn. Cho đường đây đi. À. Rồi giờ bỏ này vô luộc đây. Vô quý này gì nó cũng chín nhanh á. Bỏ vô tái tái là nó ăn hả? Răng quý thì răng hả? Răng Liên Hiệp Quốc và quý độ gì cũng là máy á, sực sực. Đây, mình sẽ cho mực vào xào. Wow. Bây giờ mình sẽ bỏ rau củ quả vào. À, ớt chuông luôn. Rồi, ớt chuông mình không có luộc nha. Mình sợ nó bị tái. Mình sợ nó chín nó xuống màu. Nên để vô như vậy. Trời ơi, thơm phức luôn. Cái này thì đãi đám á, thì mình sẽ bắt lên bếp. Còn mình không đãi đám thì mình ăn nhà thì mình bắt lên dĩa thôi. Đúng rồi. Và mình sẽ cho hành với rau cần. Wow, thơm ngay ngất bọc khâu đi. Còn lên cái nữa là mình sẽ dùng liền thôi. Món này nhanh gọn lẹ nha. Bao thời gian luôn. Đây, mời cả nhà dùng món thưởng thức cái món mực trứng. Xào ngũ sắc. Xuất sắc ông mặt trời mọc chưa? Ra đủ ra vẫn gom lên vậy đó, anh chưa dở ra thấy là thấy cái màu đẹp quá nè. Tôi thử ăn này đây này nha. Ngọt cũng giòn. Món gì vậy Tú?
trứng đâu. Ngọt rồi. Ngọt rồi. Nè, trứng là chắc này qua lên trứng nè. Đúng rồi. Rất là. Mì mì ghê ạ. Mực á. Xuất sắc ha. Đây là cái món cà gót sắc hoa, phô mai. Ngon không? Cà gót thì nó có cái vị ngọt ở trong nè, còn ngọt. Một cái lượng hơi giòn. Bắp. À, bắp. Bắp là ngon nhất à. Cái này thì có dầu hào, dầu điều là cho nó đẹp thôi. À, dầu hào thì nó thơm nhưng mà không bằng nó thơm bằng dầu mè nha. Dầu mè thơm nhất. Nhưng mà có tiêu. Hơi bị sặc. Bỏ hơi gấu qua coi luôn vậy. Nhưng mà ăn á. Người ta đến dĩa né. Bếp lên cái bếp. Người ta ninh. Cái mình ta nấu. Cho nó nóng nóng lên. Còn mình thì mình vừa tắt xuống bếp ăn liền thì nó gọi là còn nóng. Chứ để xanh ăn bị không hơi cần. Này còn nóng thì chết rồi, còn phải thổi nè. Bỏ con tàu vô. Thơm á. Thấy con tàu không? Ừ. Cái hào đi hành. Con tàu ngồi ghế mua ăn lẹo lưỡi hoài. Con ghế là để nấu cháo. Trứng à. Tại sao bị nát theo quý vị. Nó khác nhỏ quá. Nó ấy ra. Nó rớt ra. Xào ăn nguyên á. À cái trứng nè. Trứng là mang thử béo nhị luôn á. Nó mới bóc nãy rồi. Trứng còn sống gì trứng à. Trứng nó không béo còn trứng này nè. Nó ăn thử này nó bù lắm. Trứng có nhiều dạng. Cái trứng trong nó ăn nó bùi hơn. Nó dẻo dẻo. Ừ, nó dẻo. Rồi trứng nó sắp nở. Nó dẻo. Dạ. Không nào ngon bằng này á. Cà cũng ớt chua cũng ngon hết thơm. Đó mình thấy hồi xuyên á. Mình cầm tới mình ớt này ta ăn. Mình cầm sống ăn luôn á. Mình tưởng nó cay lắm. Trời ơi, ông nội mẹ nó không coi. Về nhà mà quất cái ớt chuồng câu. Nói chuồng ngầu khá ớt chuồng, khá ớt chuồng ngầu cầu. Mình nói là tới ớt nặng như tới ớt nói. Tại nó giống nó đẹp hơn nữa. Chứ thời mấy năm trước đây đâu có ai bán ớt này. Sao mà nó khó bán. Đâu biết không à. Nhà bà Dung có hăng tấu hăng bà đó bỏ. Cả hỏi nó là sáng. Bữa nhà chị này có lám hả? Chứ không có, mua ở nhà ăn vậy á. Người hai em tưởng là có lá. Thế em tưởng nó giận đó nè. Nó giòn ở ngoài ở trong. Nó ngọt từ trong ra ngoài. Bắp non mới nha. Nó ngọt kỹ nữa. Ừ, bắp non nó qua ngày cũng ngọt. Nhưng mà nó không bằng, cái độ ngọt không bằng. Nhưng độ thơm á. Bắp này á, là non là do với điều kiện á, là người ta lặt lại bỏ tiễn. Tiễn ớt cây hai và trái. Đúng rồi, nó nhảy lên nhiều người ta mới tiễn. Chứ không phải là đám bắp, đám bắp này, bắp này không nha. Tại vì một cây bắp như á, là lên được một hai trái thôi. Chứ mấy hư cây nữa không ra bắp nhất được. Rồi không có bắp. Người ta phải tiễn rồi mới thành bắp non cho mình ăn. Ăn ngon rồi. Vừa ăn khỏi chấm luôn á. Vừa ăn tú ớt vừa ăn em ăn mặn tay chú kiến nè. Còn phải tìm mực nữa. Thật ơi, cái tóc này đẹp quá ha. Đẹp. Anh Tư hớt tóc, chị Hai hớt tóc, má hớt
mai hơi, bà nội hơi tóc, mai hơi tóc. Con Kiều nó kỳ, nó không chịu hớt tóc lên đâu ha. Nó hỏi sao mà ngã hớt thì đưa con hớt nó vậy. Ừ. Thấy Tú mua ớt ăn hoài thì hỏi ăn được, Tú mua ngon lắm ba. Cái này Tú ăn sống hồn à. Để Tú lạnh cạp ăn. Phải không? Khỏi cạp ăn sắc ra để Tú lạnh á. Thấy Tú nó mua nó ăn á. Để nguyên tới vậy. Không phải lấy hộp chồng nữa chứ. Rồi. Nước mặn lên là không có nước tới. À phải tới cái thứ rồi nè. Nước nó mặn quá. Cái đó là loại ớt dài. Còn này ớt tròn. Mà gieo hổm lên hết trơn à. Không có chỗ trồng thôi. Ý dạ. Cái này khúc đó còn nhỏ, cái trứng nó dính. Cái trên bự bự hơn. Ừ, nóng quá. Trứng đó. Tí gần vậy mà còn nóng á. Ừ. Ớ cũng còn nhảy nữa. Cái này hầm cũng ngon nữa. Đúng rồi. Bắp non là ngon rồi. Cái hầm chiên bột cũng ngon. Nhưng mà ăn mới là toàn chất đạm không á. Rau củ quả mà. Vitamin. À là thử. Ê Quỳnh. Chất xơ. Lông. Thử vitamin. Nó là nhiều chất xơ. Không làm mà nó mới ra. Chứ giữ không. Còn tàu ngon ha. Thơm. Còn nó ngon luôn. Ngon không ăn nào. Ăn trộn như vậy ăn chứ ăn không đâu ăn. Còn tàu ép lấy nước uống nhẫm con. Còn cần tàu kia kìa. Cần tàu cây cộng bùi 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 nè. Ủa vậy hả? Thấy tàu này. Cái bà su su quá á. Không biết. Tên siêu thị bán á. Cây nó dài vậy bự bự. Gốc nó lớn lớn vậy. Em lấy nước uống hả? Ở kia mình xào ăn cũng ngon nữa tớ quá nói. Vậy là em không thể nào em giảm cân nổi. Ngày em đi quýnh một khẩu quýnh này kia có tí đồng hồ nó xuống không nổi. Rồi sao mang mang nó đi? Thôi. Chưa. Còn cử nữa hả? Nhưng mà nó ngon không? Ngon. Xuất sắc không? Xuất sắc. Quá là phải đi quýt. Đó, đây là do hai siêu thị bếp nha, mình chỉ là trợ chạy vòng ngoài thôi. Chạy ngoài coi này kia nhưng mà mình Tú là người nếm, má là người hướng dẫn. Xong rồi má vô phòng mới nghỉ ngơi chút xíu. Xong rồi ra ăn. Thì quý vị thấy đây là cái này để mình nấu đám tiệc thì mình đãi cũng được nha. Đãi được á, nấu đám tiệc. Nhưng đã. Mà nấu đám tiệc mình phải vô người ta thiêu nè. Tép với bao tử nữa, lưỡi heo. Là tùy theo cái chế biến mình chế biến thêm. Chứ để dĩa thì này lên vậy là bán cho 10 người ăn. Vô đãi ta nói trâu ơi vậy ăn gì. Và ở miền Tây mình á đãi đám rất là nhiều món nha. 8 đến 9 món tạo lên. Là cái dĩa vậy nè quý vị. Dĩa em dĩa nhỏ nha, người ta dĩa là 10 người ăn dĩa né bự rồi. Lắm. Này dĩa hộp sời nhỏ nha. Đó là cứ món cháo, món đồ nguội, nguội 5 món nha. Đó, nguội 5 món để ăn đi. Ăn cái mâm chà bá. Chẳng luôn quý vị. Rồi một lần nữa mình chân thành cảm ơn quý khán giả đồng hành kênh Cái Bếp Miền Tây và quý vlog, và mình hẹn quý khán giả vào lúc sau. Bye bye. Bye bye.